Rồi, em xin chào nhà nha. Con F-Money nha. Con này thương hiệu của Ý nè. Này full đá luôn, ghi xe mic. Đây cái hộp zin nó luôn nha, hộp zin nó zin nha. Đây. Nó có gì nha. Thì hộp cũng có file theo thời gian kiểu trưng bày lâu, mà con này là full đá luôn, mới tin nè. Thì đồng hồ bằng đá mà, thì cái nhà càng đeo càng bóng nha. Đá xe mic nguyên con ha. Mới lắm. Thì thường là full đá thì đi theo nó sẽ là kính sao phê ha, để em test kính cho nhà xem. Kính này không loang nước ha. Mấy dòng này mới nha, search Google cao nha, 9 90 triệu. Lúc ban đầu giá ban đầu nó sẽ là 10 13 triệu, sau này giảm xuống còn 9 triệu mấy. Nè, dây khóa nè. Thì đá nó không có phai xước nha, không có xước trầy nha, càng đeo càng bóng. Đá này siêu cứng. Anh em mà phong thủy á, phong thủy chốt cái này mua mấy con hàng si giá quá hời rồi. Anh em đã từng mua hàng mới ha, là biết ha, biết mấy dòng này rất cao. Máy Nhật đó nha, máy Nhật. Lịch gốc 4 rưỡi nè, cọc số La Mã. Nó ghi thông số dòng đá xoay mic. Thì đồng hồ này 24 giờ chỉ ngày đêm nè, này thể thao đó. Bấm thể thao kim nhỏ 6 giờ chạy nè. Bên hông ở đây, núm dập hiệu. Này mới lắm, này bắt 4 ốc uy tín hay sao, thông số đủ. Chống nước 3 tm, tức là 30 mét nước, rửa mặt đi mưa được ha, cái 30 mét nè, lên tay nha. Dây thì thoải mái rồi, này thì dây này dây chắc 20 cũng được nha, 17 mà dư 3 ngón, 20 đeo vừa luôn nha, lên tay quẩy. Thì phơm này anh em 16 đô lên đi, 16 đô lên đeo đẹp. Anh em mà hay kiểu thích phong thủy á, với lại đeo đi đám tiệc cũng sang nha, kiểu nó là đá mà. Rồi xe ngang của nó luôn là 42 mỏng 11.9, đứng luôn là 44 e 49 chứ 50 đi, nó 50 nha, từ 49.8 50. Tại nhà cái giá hãng của nó hiện tại là đang còn bán nha, 9 triệu tư nha. Ngày xưa nó giá gốc nó là 13 mấy nè, 13 4, sau này giảm giá xuống, ở bên nước ngoài bán 367,49 đô la, chưa tính phí vận chuyển nha. Thì hàng xây mình mới mua được giá vậy nha. Rồi con này thì có hộp gì nè, về làm quà tặng cho bố cũng sang ha, tặng người thân mấy ship nữa. À, con này thì em bán nhà giá là 1.750.000 nha, 1.750.000 mã A38 ha. Đó. Ai kết chụp hình tin Zalo cho em. Cái hộp có cuốn sổ dây cùi nè. Còn nguyên cuốn sổ. Thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hàng nha, còn nếu tin tưởng em á, chuyển khoản bên em bao ship ha. Rồi em xin chào nhà nha.